Cuộc chiến giữa Kylian Mbappe và Paris Saint-Germain có lẽ vẫn chưa tới hồi cân não nhất. Liên tục là những đòn được giáng xuống từ phía Nasser Al-Khelaifi cùng với bộ sậu. Và mới nhất thì đội bóng nước Pháp đã sẵn sàng cho việc tạo nên một bản hợp đồng bom tấn để củng cố cho dài hạn. Một tương lai mà cậu bé vàng nước Pháp không còn là người của đại diện thành Paris nữa. Cái tên đó lẽ ra sẽ giúp cho những cổ động viên Le Parisien cảm thấy hứng thú nếu như đó không phải là Ousmane Dembele, một ngôi sao giường bệnh từ câu lạc bộ Barcelona. Theo như chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, chân chạy cánh người Pháp đã đồng ý với thỏa thuận 5 năm cùng đội chủ sân Parc des Princes. Nhà đương kim vô địch xứ Lục Lăng vô cùng tự tin với điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ có 50 triệu euro của anh và hoàn toàn có thể triển khai thứ vũ khí kim tiền của mình trong vài giờ tới. Đây là một diễn biến vô cùng bất ngờ khi mà chỉ trong có một tháng nhưng Dembele như thể thay lòng đổi dạ. Trước đây thì anh có một buổi phỏng vấn với tờ Marca và khẳng định rằng mình không có liên đới gì tới Paris Saint-Germain. Còn bây giờ thì chắc là khác rồi. Được biết thì câu lạc bộ xứ Catalan cũng đã nhận được bức thư được gửi tới đội bóng nhà giàu nước Pháp. Thời gian đang gấp rút khi mà với điều khoản giải phóng hợp đồng rẻ như vậy, khả năng có được chữ ký của chân chạy cánh chất lượng này đang là rất cao về phía những Al-Khelaifi cùng với bộ sậu. Nhưng thay vì vui vẻ chấp nhận đề nghị, Barcelona đang cảm thấy không hề thiện cảm với những nỗ lực mua người từ phía đội bóng nhà giàu nước Pháp. Khi mà mục tiêu là để chôm chĩa được thứ vũ khí sát thương cao của họ với một mức giá rẻ bèo. Tờ Mundo Deportivo đã đưa tin Barca chuẩn bị tuyên chiến với Paris Saint-Germain rằng họ sẵn sàng đưa vấn đề lên UEFA để điều tra xem liệu rằng đại diện xứ Lục Lăng có minh bạch về luật công bằng tài chính hay không. Có thể thấy, Ousmane Dembele là bảo bối được Juan Laporta rất xem trọng, bất kể anh có nằm viện khá đều đặn trong những mùa giải trở lại đây. Và nếu như để họ chấp nhận nhả ngôi sao sáng của mình, thì có lẽ là Paris Saint-Germain cần chuẩn bị một khoản tiền hơn mức mà họ tham vọng rất nhiều. Bởi vì mức phí phá bỏ hợp đồng của Dembele sẽ tăng lên một mức khác sau chỉ vài chục giờ nữa mà thôi. Nên nếu như không có động tĩnh gì xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian đó, chúng ta đã biết là thương vụ này chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt. Vấn đề bây giờ là Dembele có thực sự là phương án quan trọng đến nỗi mà Paris Saint-Germain sẵn sàng tranh đấu với Barcelona hay không. Chúng ta đều biết rằng mối quan hệ giữa hai đội bóng này chưa bao giờ êm đẹp cả. Mọi thứ trở nên căng thẳng khi mà thương vụ Neymar được đội bóng nước Pháp cướp trắng trợn mà ba lãnh đạo đại diện Tây Ban Nha chẳng thể làm gì được. Và sau đó thì để bù đắp cho sự thiếu vắng của tiền đạo người Brazil, Barca đâm đầu vào những thương vụ thất bại như Philippe Coutinho, Antoine Griezmann và thực tế thì Ousmane Dembele tính cho đến thời điểm này cũng vẫn là một bản hợp đồng flop. Kể từ chiến thắng Remontada 6-1 giữa Barca và Paris Saint-Germain đi vào sử sách và khi xét đến sự yếu kém về tài chính của Blaugrana thời điểm này, có thể thấy rõ ràng rằng Nasser Al-Khelaifi cùng với bộ sậu đã góp công không nhỏ thông qua những thương vụ để biến đội chủ sân Camp Nou lâm vào thế khó trên bàn đàm phán. Nếu như được thì chắc chắn Barca sẽ không muốn bán cho đội bóng nước Pháp bất cứ một cầu thủ nào sau đó nữa. Để rồi thương vụ Lionel Messi tiếp tục trở thành nỗi nhục khó lòng gột rửa từ phía đại diện xứ Catalonia. Bản thân câu lạc bộ nước Pháp đang nhận rất nhiều những chỉ trích về mình từ cách họ đối xử với ngôi sao sáng giá nhất trong đội bóng là Kylian Mbappe đến sự kém văn minh ở khu vực bốn góc khán đài, nên tốt nhất là họ sẽ không muốn tạo nên những lùm xùm không đáng có. Vậy nhưng, Ousmane Dembele đang có tiềm năng trở thành một bản hợp đồng hời, và thêm nữa thì chất lượng chơi bóng của anh khó có thể đánh giá thấp. Mùa trước thì cầu thủ này có cho mình 35 lần ra sân trên mọi đấu trường, tức là khá hơn mùa giải 21-22 một chút với 3 lần xuất hiện nhiều hơn. Đóng góp của ngôi sao mang áo số 7 cho Barca là 8 bàn thắng và 9 đường kiến tạo. Còn thời gian ra sân của anh trong hai mùa gần nhất thì chỉ loanh quanh 2.000 phút cho mỗi mùa bóng bởi những chấn thương kéo dài liên miên. Ousmane Dembele từng bị đưa vào danh sách thanh lý của Barcelona không biết bao nhiêu lần, nhưng có lẽ cũng sở hữu phong cách lên tinh thần giống như Ashley Young mỗi mùa chuyển nhượng vậy. Cứ trước thềm mùa giải là anh lại đá bay cực luôn. Trong giai đoạn đầu mùa bóng 22-23 vừa rồi, Dembele có được tới 6 bàn thắng trong 6 lần ra sân tại loạt trận giao hữu. Anh có hẳn cho mình một show diễn đã con mắt trước đối thủ là Juventus vào những ngày cuối tháng 7 năm ngoái. Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi cầu thủ này cảm thấy nhớ ai đó trong bệnh viện và tiếp tục phải ngồi ngoài dài hạn từ cuối tháng 1 năm 2023 cho đến hết tháng 4. Con số 17 trận đấu vắng mặt và 3 tháng ngồi ngoài nói lên nhiều thứ về cầu thủ 26 tuổi này. Barca không có Dembele đã bại trận trước Man United tại Europa League, thất thủ trước Real Madrid tại Cúp Nhà Vua. Cũng may là hàng phòng ngự của đội bóng đã trải qua một mùa giải khủng khiếp ở La Liga với kỷ lục 26 trận giữ sạch lưới. Chứ còn nếu vẫn ham hố đá không sợ ai thì trắng tay là cái kết thỏa đáng mà thôi. Ousmane Dembele cũng đang cho thấy một phiên bản đáng kỳ vọng của mình trong mùa giải mới.
anh có một bàn thắng và một kiến tạo trong hai trận giao hữu đã qua trước Arsenal và Real Madrid. Tốc độ và sự đột biến vẫn là điểm cộng lớn từ cầu thủ này. Khả năng tạo nên những đường tạt thuận lợi cho Lewy ở phía trong vẫn là một bài đánh quen thuộc mỗi khi cầu thủ người Pháp khỏe mạnh. Barcelona nếu như đánh mất chân chạy xé gió cùng mức giá dưới rẻ mạt, điều đó có nghĩa là họ bị ảnh hưởng chất lượng chơi bóng và cũng như nguồn thu tiềm năng của mình. Barca trong phiên chợ hè tiếp tục bị những siêu sao bóng đá ngoảnh mặt. Erling Haaland nói thẳng luôn là mấy ông làm gì có tiền. Messi thì cũng công khai về việc anh chán phải trở thành gánh nặng tài chính cho đội bóng nên là thân ái và quyết thắng. Nếu mất Dembele, họ rất khó để chiêu mộ một cầu thủ có chất lượng tương đương cùng với một mức giá hợp lý. Trong khi đó, là nếu khán giả đen đủi bật nhầm sóng của Paris Saint-Germain trong giai đoạn giao hữu quốc tế, có thể thấy là họ cần Sam Alipas để ghi được nhiều bàn hơn đấy. Chỉ có được 2 bàn thắng sau một đống những cơ hội trước đội bóng nhược tiểu là Le Havre, bị cầm hòa 0-0 trước đội bóng của Ronaldo sau đó, bất chấp Al Nassr liên tục thảm bại trước những Celta Vigo và Benfica. Rồi mới đây, để thua cả Cerezo Osaka, cũng trong bối cảnh dồn ép thì nhiều, mà bàn thắng thì chẳng có bao nhiêu. Đúng như khán giả đã có chút lo lắng khi ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp đã chiêu mộ Luis Enrique về dẫn dắt. Đây là một ông thầy đã khiến cho người hâm mộ chắc phải tắt TV sớm trong kỳ World Cup diễn ra cách đây chưa lâu bởi lối đá quá bài vở và thiếu đột biến. Lại còn cộng hưởng với những gỗ quý như Asensio, Sole nữa thì đúng là trời sinh nhiều cặp. Ousmane Dembele là một cầu thủ có khả năng tự mình xuyên phá để mở ra cơ hội cho đội nhà. Hiện tại thì hành lang cánh phải của Paris Saint-Germain đang chẳng có ai uy tín cho vị trí tiên phong cả. Mà nếu tạo được ra tam giác phối hợp giữa Hakimi, Dembele và Asensio nữa thì sức đe dọa của Paris Saint-Germain sẽ được cải thiện lên tương đối. Dembele thực tế không gặp vấn đề gì trong giai đoạn thi đấu ở nước Đức trong màu áo của Dortmund. Biết đâu, nếu anh được chuyển đến một nơi phù hợp hơn với những bài tập không quá chèn ép thì sự ổn định có thể là thứ sẽ sống lại từ cầu thủ này. Chân chạy cánh người Pháp có khả năng sẽ là một lời giải cho Paris Saint-Germain, làm tăng thêm tính đa dạng trong sơ đồ của Luis Enrique. Nhưng nếu để thay thế cầu thủ đã 5 mùa giải liên tiếp làm vua phá lưới nước Pháp như Kylian Mbappe, một tiền đạo mũi nhọn nên là phương án ưu tiên hơn của họ vào lúc này. Vị trí số 9 trên hàng tấn công có mỗi Ekitike là tạm ổn, còn Asensio thì vẫn kém duyên như thường lệ. Thế nhưng, với chỉ 60 triệu euro cho một cầu thủ như Ousmane Dembele, đó vẫn sẽ là một món hời lớn với đội bóng nước Pháp. Mà hơn hết, đôi khi khán giả cảm thấy đơn giản với Paris Saint-Germain, đó là được gieo sầu cho Barcelona là diễm phúc, chứ cũng chẳng phải vấn đề cân đo đong đếm. Dám cá là Juan Laporta bằng mọi giá sẽ không muốn danh dự câu lạc bộ của mình tổn thương nhiều hơn nữa. Nhưng với cái gật đầu từ Dembele, chưa biết chừng Barca sẽ lại phải trả giá. Mà nguyên nhân thì chỉ từ việc đã ghi 6 bàn vào lưới của Paris Saint-Germain khi xưa.